thời tiết đó, năm nào cũng vậy, mình ở đường nó cũng đi khó canh lắm. Nói chung là hướng dương mà thời tiết mình miền Trung mình khó canh, tại vì nóng lạnh các kiểu. Ở miền Nam với miền Tây á, nó chỉ thời tiết nó chỉ nhiệt độ nó chỉ như vậy thôi, nó không có canh mà nó không phân thì nó cứ điều điều, chứ không phải như mình mà thấy ghê quá sao thêm miếng phân hay là ấy quá phục đợi miếng phân, không có. Bởi miền Trung mình mà trồng hoa mà đạt như vậy thì cũng là quá hay rồi. Có nằm đẹp lắm. Cái này là ok này. Bữa nay là ngày 26-27 tháng 11 mà cái này là ok đó. To hơn nữa thì sớm. Hầu hết là vậy nữa. Có cái to hơn. To hơn chứ. Chẳng hạn như thằng này nó bự hơn nè. Cái này bự hơn chắc phải 2 ngày. Thấy không? Hướng dương thì cái tuổi thọ hoa nó khoảng 10 ngày thôi. Khoảng 10 ngày. Thì ở đầu clip mình có nói á, ở miền Trung mình trồng hoa nó lệ thuộc vào thời tiết ghê lắm. Ví dụ như anh em mà ở cái miền gọi là miền lạnh đó nha, thì bây giờ có làm gì làm, nó cứ lạnh hoài là anh em chăm theo cái công thức lạnh của anh em là nó rất là dễ. Hoặc là ở miền Nam, ở miền Tây thì thời tiết nó cứ ấm nóng nóng, là cứ theo cái barem đó là làm hoài là nó ok. Còn ở chỗ cái khúc Quảng Ngãi quê mình á là nó gọi là nó bê đê, nó thiệt luôn á, nó bê đê kiểu giống như là cái hồi thì nó nóng, cái hồi thì nó lạnh. Bởi vậy trồng hoa nó theo cái ý nóng lạnh nó rất là khó, nó khó lắm. Nhưng mà trồng ở quê mình mà trồng mà được như vậy thì thấy cũng là hay rồi anh em. Anh em xem nè, trời mưa đó mà nó vậy đây, bị nhiều nha mọi người, bị nhiều đó. Thời tiết mưa, giả sử bây giờ nó đang bệnh thì mà trời mưa đâu có bơm thuốc được đâu mọi người, phải chờ cho nó hết mưa thì mới bơm thuốc được. Mà hết mưa rồi cái đợt nó dậy luôn rồi thôi chứ. Mà ở Quảng Ngãi quê mình á, cái thời điểm mà gần Tết á là thời tiết nó thất thường lắm, nó chịu ảnh hưởng không khí lạnh của miền Bắc và nó mang hơi nóng của miền Nam. Bởi vậy mà cái thời điểm này chăm hoa nó khó. Anh chị xem là cái cây hướng dương đây nè. Cái đây là sớm nha mọi người. Cái nụ hướng dương này là sớm. Nếu như mà đầu tháng chạp á nha, đầu tháng chạp, cỡ mùng 2, mùng 3 tháng chạp mà nó tầm này á là Tết là rực rỡ luôn á. Thì hướng dương nó cũng giống như mảng đình hồng nha mọi người. Tết là nó phải rực rỡ. Chứ còn Tết á, mà nó nở cái bông phía trên không á, nó vàng phía trên không mà ở dưới nó chưa nở, nó vẫn xấu, không có đẹp. Mà nó phải bung lụa hết tất cả luôn thì nó mới đẹp. Như bữa nay là tầm này là cũng ok nè anh em này. Tầm này là ok nha. Tầm này ok đó. Ok nè. Cái này cũng ok đó. Ok. Chứ còn mà tầm này là sớm. Sớm quá sớm. Đó anh em xem không. Mấy cây nụ ở dưới đây nè. Nó chật chờ sẵn luôn rồi. Rồi ở dưới đây nó cũng đâm nụ hết luôn rồi. Bởi mà cái cây này là sớm. Nhưng mà ở miền Trung mình đó nha, ở thời tiết Quảng Ngãi mình á, nếu giả sử như mà ông trời ông cứ lạnh hoài á thì hóa ra mấy cái này nó lại trúng anh em. Nó ác vậy đó.
đầu là mình quan sát hay mình nghĩ lúc trước kìa, mình quan sát mình nghĩ cái vườn đây là vừa nè, vườn đây là vừa. Tuy nhiên thì năm nay thời tiết ở quê mình đó nó lạnh muộn quá, thành ra là bây giờ ổng đã nụ hết rồi. Hơi sớm. Bữa nay nha, bữa nay mà nếu mà nó tầm này là quá chuẩn nè anh em. Nè, nó có cái nụ rồi nè. Đó. Tầm này cũng quá ok nè. Đó. Nhưng mà to hơn xíu nữa thì sớm. Nhưng mà nếu mà tới chừng Tết á, mà nó vẫn còn bông thì vẫn đem ra chợ bán bình thường nha mọi người. Chứ không phải là sớm quá là có nghĩa là tới đó nó vẫn còn bông chứ không phải là nó tàn. Ví dụ như ở đây là ok rồi anh em nè. Đó, thì nó sẽ rộ lên. Hướng dương á, từ cái lúc mà nó tượng nụ cho tới lúc mà nó nở, đối với thời tiết Quảng Ngãi mình là 35 ngày. Cái đây là trễ nè. Đó, cái đây là chưa thấy nụ. Để mình sẽ chỉ cho anh em xem cái bắp hướng dương. Nó tượng cho tới khi nở là 35 ngày thì nó tầm nào. Ví dụ như đây nè mọi người nè. Đó, anh em thấy ở đây nó có cái nụ sẵn này ha. Thì khi mà mình thấy như thế này á, cho tới khi nó nở là khoảng 35 ngày. Nở rộ nha, chứ không phải là nở theo cái kiểu lắc đắc đâu. Thì nếu mà trời nắng mà tầm này là rất là ok nè. Ngay Tết, rộ đúng ngay Tết luôn. Cũng giống như mình từng nói với mảng đình thông đó mọi người. Mảng đình thông thì phải là giữa tháng chạp nó phải nở. Thì Tết nó mới rộ bông. Giờ mình sẽ qua phía bên kia, quay cho mọi người xem cái đám hướng dương bên này nó như thế nào nha. Ở đám bên này thì quan sát mình thấy nó sớm quá sớm này. Bắp to rồi. Cái ông anh này ông ngứa tay ngứa chân, ông tưới phân rất là nhiều. Anh em xem là ở phía trong đây nó có khớp màu vàng trong này rồi nè, nó nhụy á. Ông tưới mảng đình hồng xong á, ông tưới luôn cái hướng dương á. Bởi vậy mà mảng đình hồng ông cũng sớm mà hướng dương cũng sớm. Giống như mình trồng hoa mình cũng ngứa tay ngứa chân lắm. Tưới cho cái thằng này cũng tưới cho thằng khác cũng mới chịu. Anh em xem. Quá trời nụ luôn. Cái đám này là sớm, coi như là sớm rất là nhiều nha mọi người. Cái đám này nè, cao cao nè. Còn ở phía dưới kia thì hơi thấp hơn. Hơi thấp hơn thì chứng tỏ là nó sẽ chậm hơn cái đám này. Mọi người lưu ý ha. Ví dụ như nè, ở cái đám này mọi người thấy nó cao đúng không? Còn ở dưới kia nó thấp hơn nè. Thì nó sẽ chậm hơn cái này một tí xíu. Để mình lại mình view cái đám bên này. Cái đám này là của ông anh nha. Còn cái đám này là của ông chú nè. Thì đây. Của ông chú là cái này nè mọi người. Cái này là quá là chuẩn rồi nè. Đó. Đó. Anh em thấy không? Tại vì thường thường á, cái ông chú á, là ông già. Ông không có sung sức như ông anh. Ông anh đó, ông trẻ cho nên là khi mà ông tưới cái mảng đình hồng bên kia, cái ông tưới cái hương dương. Cái là cái hương dương cái nó sớm. Còn ông cụ á là ông cứ tà, ông chậm chạp, ông tưới từ từ. Thì mọi người thấy là cái cây hướng dương của ổng nè là nó vô y bon luôn á nè. Rất là chuẩn nha anh em, chuẩn. Đó.
Trời ơi, ông cụ này ông túng coi như là phải trên 80%, 90% luôn á. Trời, coi này. Trời. Quá vừa vặn luôn anh em. Đó, cho nên là cái việc mà chăm hướng dương á, nó cũng phụ thuộc vào phân lạc rất là nhiều nha mọi người. Phụ thuộc phân lạc. Ví dụ như anh em mà trồng thuật dược nè, trồng vạn thọ nè, đúng không? Anh em muốn đi cơi á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta sẽ cắt cơi. Cắt cơi đúng ngày, đúng giờ là nó sẽ trổ hoa đúng Tết. Nhưng mà trồng hướng dương hoặc là trồng mãng đình hồng á, thì nó lại phụ thuộc vào cách chăm. Đó. Thì những cái thông tin mà mình quay thực tế lại, mình chia sẻ lại cái kinh nghiệm cho anh em. Nếu anh em mà có xem được đến đây á, thì có thể là đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm. Trời ơi, cây nào như cây đấy hết. Đúng đúng y bài luôn ông ơi. Thiệt. Người ta nói là trăm hay không bằng tay quen là vậy đó. Càng già càng cay nha anh em. Cái đây là của ông chú này. Lớn tuổi rồi, 70 mấy tuổi rồi. Ờ, đúng rồi đó. Em nãy giờ em trầm trồ em khen nè. Hướng dương này ta nói biết mà ta nói hướng dương là mà nói ông đấu. Cái đám hướng dương này là đảm bảo là năm nay là chú lấy tiền đủ luôn á. Hả? Anh em xem đi. Trời ơi, đúng rồi. Trăm hai không bằng tay quen nha. Anh phải đi học ông cụ nha. Học anh cho sớm à. Anh em xem. Đúng, trăm hai không bằng tay quen. Thật sự là như vậy luôn. Cái mà to nhất của chú là chỉ tầm này thôi. Tầm này là vẫn Tết vẫn còn bông để bán nha mọi người. Đó rồi, bây giờ mình di chuyển qua phía bên kia. View cho mọi người xem một vòng nữa nha. Anh em ở miền Trung, ví dụ như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên gì đấy, thì thời tiết nó cũng kiểu nó ná như nhau. Thì nếu mà xem được clip này thì anh em có thể tham khảo, có thể biết được là hướng dương của mình năm nay nó sẽ như thế nào. Nó có ok Tết hay là trước Tết hay không nha. Cái này là của ông anh. Ông anh mà ngứa tay ngứa chân á, tưới mãng đình hồng xong cái là tưới luôn hướng dương. Cho nên là cây của ổng là nó như nó giống ổng. Anh lên thêm này, đó. Anh em nào mở Quảng Ngãi trước Tết xuống đây mình chỉ chỗ cho chụp hình nha. Bao đẹp luôn. Cây này là ok nè anh em nè. Đó. Cây này là ok nè. Cây này là sớm nè. Cái bông cái đây nó bị điếc. Bông nó bị điếc. Ở cái hàng này thì lại sớm nha. Đó anh em thấy không? Sớm. Thì vào một vòng quay lại tình hình cho anh em xem hướng dương. Giờ cũng kết thúc cái video. Nếu anh em thấy kênh hay ý nghĩa thì nhớ đăng ký nha, đăng ký nhiều nhiều cho anh em để mình có động lực để mà đi quay cho anh em xem. Qua tháng chạp mình sẽ đi vào miền Nam, miền Tây, mình quay clip bông hoa cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký nhiều nhiều vô để mình có động lực kiếm chút kinh phí để mà đi xe nha mọi người. Kiếm kinh phí đi xe thôi chứ còn ăn uống phải bỏ tiền túi á. Thôi giờ chào tạm biệt hết nha.